Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, thời gian đọc sách của mỗi người ngày một giảm bớt. Thay vào đó, người dân, đặc biệt là giới trẻ, tiếp nhận kiến thức, thông tin qua các thiết bị nghe nhìn hiện đại như điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop, TV tích hợp kỹ thuật số. Không thể phủ nhận những giá trị và tiện ích mà công nghệ đem lại. Nó giúp cho mọi người có thể tiếp cận thông tin, đọc sách ở mọi nơi. Từ đó, dễ dàng xây dựng thói quen đọc sách. Tuy nhiên, theo nhiều người, so với việc sử dụng điện thoại thông minh, đọc sách trực tiếp đem lại cảm giác thoải mái và tập trung hơn. Đặc biệt, nếu ngồi đúng tư thế và sử dụng ánh sáng phù hợp, đọc sách không hề gây hại cho mắt. Hiện nay thì có hai cái hình thức đọc phổ biến, nhất là đọc cầm trực tiếp ở trên tay, thứ hai là thông qua các nền tảng, ví dụ như điện thoại hoặc là máy tính, các app đọc. Thì thực ra thì mình thấy khi mà dùng app đọc thì nó có một cái ưu điểm, đó là nhất là mình có thể tiếp cận với cả cái đầu sách rất là nhiều, phong phú và nhiều thể loại. Nhưng mà nó lại dẫn tới một cái hạn chế, đây là mọi người sẽ dễ dàng chuyển đổi cái loại sách dễ dàng quá, và có thể mọi người còn chưa đọc hết một cái quyển sách, mọi người có thể chuyển sang cái khác. Thứ hai là về phần mắt, nó cũng rất là khá ảnh hưởng tới cái thị lực khi mà mình phải dùng cái thiết bị điện tử quá nhiều. Thực ra là công nghệ cũng tạo nên cho con người những cái hữu ích hoặc là những cái tiện lợi riêng ấy, là cái việc đọc sách ấy. Thì em nghĩ là cái trải nghiệm được cầm sách thì nó sẽ thú vị hơn là việc mình chỉ cần ngồi mình trên mạng, mình nhìn qua mạng, nó sẽ không cảm giác được là mình sờ được tận quyển sách, mình đọc, mình lật từng trang một, thì nó sẽ đem lại cảm giác thú vị hơn ạ. Theo các chuyên gia, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư không chỉ tạo ra những thách thức mà còn tạo ra nhiều cơ hội cho văn hóa đọc. Tuy nhiên, để biến thách thức thành cơ hội, ngành thư viện cũng như xuất bản phải bắt kịp với xu hướng chuyển đổi số của thời đại, nếu không muốn tụt lại phía sau. Đối với bây giờ thì chúng ta sẽ có rất là nhiều nguồn sách. Ngoài nguồn sách giấy, chúng ta cũng vẫn có sách audio và vẫn có sách điện tử. Tuy nhiên, đối với sách giấy thì cảm giác khi mình cầm trên tay một cuốn sách thì nó rất là, nó vừa có cảm giác xúc giác, vừa cảm giác hình ảnh. Và chúng ta có thể là đắm chìm vào trong sách thì nó sẽ cho chúng ta nhiều cái phần cảm xúc bên trong, và như vậy chúng ta sẽ định hồi được. Còn qua trang sách, qua điện tử thì nó vẫn có một cảm giác gì đó, nó nhanh, hiệu quả và có thể đọc mọi lúc mọi nơi, nó nhẹ. Và khi cần thì mình cũng phải cần phụ thuộc vào một cái công cụ nào đó. Giới trẻ là quan tâm như là các tài liệu tài nguyên số hay là những phương tiện trên các phương tiện nghe nhìn, thì rõ ràng là để làm sao mà thúc đẩy văn hóa đọc trong cái môi trường số hiện nay thì các thư viện xã hội, cộng đồng xã hội và các thư viện hiện nay cũng phải đóng một cái vai trò tích cực trong việc, ngoài cái việc mà tiếp tục tăng cường phổ biến những cái nguồn tài nguyên về truyền thống, những nguồn sách in, chúng ta cũng phải tăng cường thêm những cái dữ liệu tài nguyên số hay những cái tài nguyên trên các phương tiện nghe nhìn để bạn đọc cũng có thể tiếp cận đối với cái kho tàng cũng như tri thức hiện nay của thế giới cũng như là của dân tộc. Trong thời kỳ 4.0, việc linh hoạt và tìm hướng đi mới để phục vụ bạn đọc, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin để đưa thư viện trở thành một địa chỉ tìm kiếm quen thuộc là kỳ vọng của nhiều người. Chuyển đổi số là giải pháp tất yếu để ngành thư viện phát triển hiện nay. Tiếp cận với bạn đọc nhiều hơn bằng cách xây dựng những dịch vụ số, dữ liệu mở, cung ứng hiệu quả dịch vụ cho mọi người. Để quên dần việc cứ phải có đông người đến thư viện thì văn hóa đọc mới phát triển.